Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục chương trình hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn con roi số 23 Iloforc các bạn ạ. Hôm nay thì ghé qua My Kingdom thì mình thấy My Kingdom khuyến mại xuống còn có 200 các bạn ạ. 219.000 thì mình mua tạm một con để về review cho các bạn xem nhá. Ok, bây giờ mình sẽ khui hộp và lắp ráp các bạn nhé. Thì con này khá là giống con Raptor các bạn nhé. Màu nó là màu xanh. Đây là phần chốt của nó này. Chốt màu vàng. Đây là phần cót của nó các bạn này. Khá là lâu quá. Đây là đôi mắt của nó các bạn này. Đây là quyển sách giới thiệu các bạn ạ. Và đây là phần hướng dẫn của nó đây. Ok, bây giờ mình sẽ lắp các bạn nhé.
Ok các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành xong phần khung xương của nó các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là phần khung xương của nó thì có thể nói là giống y hệt con Raptor các bạn này. Đó, không khác một tí gì luôn này. Đó, các bạn thấy chưa? Con này là Dilophosaurus nhá, tên nó thế. Mình chạy thử cho các bạn xem nhá. Các bạn có thấy cót nó chạy được khá là lâu các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ lắp tiếp phần giáp của nó vào các bạn nhé. Cái đuôi của nó giống đuôi chim thật. Ok các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành xong con Dilophosaurus các bạn ạ. Đây, sau khi hoàn thành thì mình lấy con Raptor để các bạn so sánh nha. Không khác một tí gì luôn. Khác cái bộ giáp này. Khác bộ giáp với lại màu sắc. Thank you.
Ok, về đánh giá thì mình thấy con Dilophosphorus này đẹp hơn con Raptor các bạn ạ. Màu sáng hơn. Có cái đuôi như đuôi chim các bạn ạ. Nhìn khá giống đuôi con chích chòe. Ok, giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem nhé. Mà con hơi dắt các bạn ạ. Mình thấy con Dilophosphorus này hay là con Raptor này chạy nó hơi dắt các bạn ạ. Mình khuyên các bạn nào mua dòng cót này thì mình thấy con Woosop chạy là đẹp nhất các bạn ạ. Woosop. Đây, để mình show con Woosop cho các bạn xem nha. Woosop chạy mượt nhất. Sau rồi đến con bọ. Xong rồi đến con bọ Cutter các bạn nhé. Tự nhiên mình quên mất tên. Đó. Các bạn thấy chưa? Đó. Chạy rất mượt, không như dòng Dilophosphorus này hay là Raptor. Mình thấy những con hai chân chạy rất là chán các bạn ạ. Mà lại chạy cót nữa. Là bạn nào mua cót thì mình khuyên là không nên mua con Raptor hay là Dilophosphorus các bạn nhá, vì chạy nó chán. Ok, để mình lấy tiếp cái thằng con nhện và con Cutter cho các bạn xem nhé. Ok các bạn, đây là con Cutter. Con này thì chạy nó cũng khá mượt các bạn. Đó.
án luôn. Trong các con chạy cót thì mình đánh giá con gu sốc này cao nhất các bạn nhé. Sau đó là đến con Capter này. Đây là dòng dây quay các bạn nhé. Sau đó thì về đến con nhện này các bạn nhé. Ok. Đó, con nhện thì chạy cũng khá được. Tuy nhiên thì cái quãng đường của con nhện chạy thì không được dài các bạn ạ. Con nhện chạy được một quãng ngắn thôi. Đây là con Dino Fox các bạn. Raptor mình thấy chạy rất là chán các bạn ạ. Mình khuyên các bạn không nên mua Raptor. Đây con này Raptor, không nên mua Raptor hay là con Dino Fox này các bạn nhé. Chạy rất chán các bạn ạ. Nếu mà các bạn hỏi mình nên mua con cóp dòng roi hoa thì mua con nào thì mình khuyên là mua nên con gu sốc này, chạy rất là đẹp này. Nếu bạn nào không thích gu sốc thì có thể mua con Raptor này các bạn này, chạy cũng khá hay. Sau đó là đến con nhện và chót hạng là con Raptor và con Dilophosaurus các bạn nhé. Đó, đây là cái bộ roi ngoài cót của mình các bạn ạ. Đây, và con roi đời cũ nữa các bạn ạ. Con này mình cũng thích, mình thích nhất ở trong các con roi cót các bạn ạ. Chạy khá hay, có cái cánh. Thích nhất cái con này các bạn nhé. Con này là Saikutit. Sau đó là mình thích đến con Gohek này, roi cũ. Sau đó là đến con Gu Sốc này. Đây Gu Sốc. Sau đó là con Capter này các bạn này. Sau đó đến con nhện và bét bảng là hai con Dilophosaurus với con Capter này các bạn nhé. Thì mình nói lại một lần nữa là các bạn không nên mua hai con chạy cót này các bạn nhé, chạy rất là chán. Ok, hôm nay mình cũng xin dừng video ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên like, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Thân ái chào các bạn.